Thiên đàng dành cho anh, ông trời dẫn lối. Đi tới trước ông trời miệng anh nhà khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong. Địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối xa tăng làm nó mắc cỡ. Không theo kẻ xấu, lũ quỷ không tha thứ. Họ tống anh đi vì anh là vết nhơ. Anh đã chọn lên thiên đàng ngồi sofa. Gác cái chân lên cái bàn coi phim ma. Thế gian hỏi quy, đi đâu lâu vậy? Thiên đàng thượng giới quy đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định. Cái xấu cái tốt do mình phân tính.